opportunity working for 8 different federations, participate a lot of international competition and to work up, produce Olympic Games, Asian Cup, African Cup, everything. More than 300 international matches. And of course, the challenge is waiting for me in Vietnam. Automatically, I will use my experience to share with you, to share with the BFF, and to share with the players to find the best way to be performant. Như mọi người cũng đã biết thì trong quá trình làm việc trước đây của tôi đã có cơ hội làm việc và dẫn dắt với 8 đội tuyển quốc gia khác nhau trên thế giới và tham dự nhiều giải đấu quốc tế ở cấp độ cao nhất như là World Cup, Olympic Games, các giải đấu cúp châu vô địch châu Á, châu Phi và dẫn dắt tất cả các đội tuyển này trải qua hơn 200 trận đấu quốc tế. Tất nhiên, thử thách khó khăn sẽ là điều chờ đón tôi sắp tới trong cương vị là huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Và tôi chắc chắn rằng sẽ sử dụng những kinh nghiệm trước đây của mình tại các môi trường tôi đã làm việc để chia sẻ, tư vấn góp ý với Liên đoàn bóng đá Việt Nam và các cầu thủ để làm thế nào tiếp tục đưa bóng đá Việt Nam đi lên một tầm cao mới. Mời chị nhắc lại câu hỏi thứ hai. Tôi muốn hỏi huấn luyện viên Chuzier là ông sẽ phải đối mặt với rất là nhiều khó khăn nhưng mà bên cạnh đó thì rất là nhiều thuận lợi, vậy ông sẽ phát huy những cái thuận lợi đấy như thế nào và ông sẽ khắc phục những khó khăn, tháo gỡ những khó khăn như thế nào cùng với đội tuyển bóng đá Việt Nam? Xin cảm ơn. Yes, we of course we know where we want to go, right? And I think the point we want to go is to qualify for the World Cup. And this is why I am here. Of course, I cannot say that it will be easy. Of course, because it's not a free line, it's not a straight line. But we are so motivated because the new format of the World Cup is 48 teams, and automatically is clear that we are a lot of hope. And this is important to have a lot of hope. That's why we will face, of course, maybe some difficulties because everything is perfect. And with my own experience, I learn more when I face problems. I learn more when I fail. And when I fail, I learn because I try to understand why I failed. And automatically, I will repair and get a lot of more information to change. That's why nothing will be easy. And that's why I am here with you with some responsibilities, but I am not alone, right? It's not my national team, right? It's not the national team of Mr. Touché. No, it's the national team of the Football Vietnam Development. It's a team of the nation. And me, I will be a guide. Not for a long time. I have a contract for 3 years and some people working before me and some people will working after me. But the time I will spend with you, I will try my best sharing my experience, my very rich experience at the high level. And I will try my best and of course, at the end, the success will be ours.
So yes, I'm ready to face some waves, but I know where I want to go. And sometimes I'm sure I have to escape my road. I have to escape my way, but I never forget where I want to go. And we have to do it together. I don't want to be only me alone to believe. We have to believe all our belief of what we want to go together. I don't know if you can repeat it again. Khi biết được mục tiêu của bóng đá Việt Nam là World Cup 2026, đó là lý do vì sao tôi đã chấp nhận và nhận lời đề nghị về công việc này. Không phải chúng ta sẽ đi con đường sắp tới, đó sẽ không phải là một con đường bằng phẳng. Chắc chắn sẽ có những sóng gió dọc trên đường đi. Tuy nhiên, với thách thức mở rộng của World Cup 2026, với 48 đội tuyển tham dự, chắc chắn sẽ cho bóng đá Việt Nam thêm những cơ hội và cả những hy vọng nữa. Chắc chắn rồi, với một mục tiêu như vậy, chúng ta sẽ đương đầu với những khó khăn. Tuy nhiên, trước đây, với những kinh nghiệm làm việc của tôi học được nhiều hơn từ việc trải qua và vượt qua cả những khó khăn hơn là những thành công mà tôi giành được. Không có gì là không thể cả. Và bản thân tôi đến đây không với tư cách để làm việc với cương vị chỉ của mình tôi. Xung quanh tôi sẽ có những sự hỗ trợ đến từ các bên khác nhau. Bản thân tôi cũng sẽ chỉ là người dẫn đường trên cương vị là một huấn luyện viên trưởng. Trong 3 năm tới đây mà thôi, trước đây đã có những người đảm nhận cương vị này. Và sau đây, sau khi tôi, nếu tôi rời khỏi vị trí này thì cũng sẽ có những người kế vị để tiếp tục con đường. Tuy nhiên, trong thời gian tới đây khi tôi làm việc, tôi chắc chắn sẽ nỗ lực chia sẻ tối đa kinh nghiệm, những gì tôi đã tích lũy được để đối mặt với những sóng gió trong đường đi. Tất nhiên, có những thời điểm chúng ta sẽ phải rẽ lối, sẽ phải vượt qua những cơn sóng gió, nhưng không bao giờ chúng ta quên được mục đích sau cùng. Tôi tin tưởng rằng tất cả mọi người, nếu chúng ta có sự đoàn kết, chúng ta có sự đồng lòng nhất trí, sẽ vượt qua với sự dẫn dắt của tôi với cương vị là huấn luyện trưởng. I want to use this opportunity to say that nobody understands me, right? Because nobody speaks French. You will understand him. And my success will be the fact how we can translate. And I used to do this kind of situation because in Japan, in China, in Qatar, I had a person like him. And the target is not to translate the word, is to translate the meaning of my thing. This is the most important. He can use a different word, but the most important is to transfer to you the idea. Qua đây tôi cũng muốn gửi tới các anh chị một vài sự tóm tắt như sau. Đó là trước đây bản thân tôi thì tôi nói những lời này ra thì các anh chị có thể sẽ không hiểu được. Và bản thân tôi ở tiếng Pháp thì các anh chị cũng càng có thể là không hiểu gì cả. Tuy nhiên thì tôi đã rất quen với cách làm việc này ở các môi trường trước đây, tại Nhật Bản, tại Qatar, Trung Quốc. Thứ tôi mong muốn đến từ người phiên dịch đó là không chỉ truyền tải từ ngữ mà phải truyền tải cả ý tưởng, ý đồ của tôi và tất cả những gì mà tôi mong muốn sẽ được truyền tải qua người phiên dịch này. Symbol of a large group, you can say two groups because we talk about national team A and national team Olympic Games, Olympic team. But if we talk about World Cup 2026, I don't want to make two teams. I prefer to consider a group, and I would like to add the under 20 also. Because a good national team is a team between 22 to 27 years old, mature, and I hope that in 2026 we could have this team to perform. So, SEA Games is on the road. And before going to the World Cup, we have different steps, different competition. And the SEA Games will represent my first target. And as a competitive character, when I play a match, I want to win. And this is a
I hope that my team will have this motivation and I will try my best to convince them to play all the matches for winning. So our target, of course, is to win everything, to win the gold medal. But at the same time, I know that I will have to share this target with maybe one of the teams, right? And at the end, only we will be champion. And the second one, or the third one, doesn't mean that it will be bad. Because in sports, we have all the time only one winner. But the most important is to play without any regrets, to play 100, to give 100%. And I repeat, SEA Games will be a step on the road. Đối với tôi thì giải đấu như SEA Games trong kế hoạch của tôi hoàn toàn nằm trong lộ trình hướng tới mục tiêu 2026. Bản thân tôi được giao nhiệm vụ dẫn dắt hai đội tuyển, đó là đội tuyển quốc gia và đội tuyển U23. Tuy nhiên tôi không coi hai đội này như là hai đội bóng riêng rẽ. Và bản thân tôi cũng đồng thời muốn nhắc tới đội U20 Việt Nam nữa. Bởi lẽ, để hướng tới mục tiêu World Cup 2026, chúng ta cần một đội tuyển quốc gia với năm cốt là các cầu thủ từ độ tuổi 22 đến 27. Và từ nay tới đó, từ nay tới mục tiêu 2026, mục tiêu của tôi đó là làm thế nào để xây dựng được một hình về năm cốt như vậy thật là mạnh. Và dĩ nhiên, các tới SEA Games thì đó sẽ là mục tiêu đầu tiên, nhiệm vụ đầu tiên của tôi trên cương vị huấn luyện viên trưởng. Và với tư cách là một người làm trong bóng đá thì tôi luôn luôn dành cố gắng chiến thắng. Và tôi mong là tôi cũng sẽ chuyển được cái tinh thần chiến thắng, động lực chiến thắng đó tới tất cả mọi cầu thủ, không chỉ ở SEA Games mà ở mọi trận đấu và mọi giải đấu. Mục tiêu sau cùng của chúng ta tại SEA Games sắp tới đương nhiên sẽ là huy chương vàng. Tuy nhiên, tôi cũng cần mọi người phải hiểu rằng trong bóng đá thì luôn luôn sẽ chỉ có một người chiến thắng mà thôi. Và nó đồng nghĩa với việc là sẽ có rất nhiều đội bóng khác không thể giành được chiến thắng. Điều chúng ta cần quan tâm ngoài danh hiệu đó cũng là cái di sản của huấn luyện Park Hang-seo đã để lại. Câu hỏi của tôi là ông sẽ kế thừa ở điểm nào của huấn luyện Park Hang-seo và đâu là điểm mà ông sẽ cải thiện, và trong khoảng thời gian ông làm thì ông mất bao nhiêu thời gian để có thể đạt được cái sức mạnh mà ông hay đầu for more than 20 years when I was coach of Japan, and also he got a lot of information when he was assistant coach of UCD in Korea, and I met him a lot of time when I was in Vietnam 2 years ago, and also his philosophy, and also the success of Vietnam was coming from his management. Because when we talk about management, we talk about character, emotion. Even we have two players, even they can play with passes, with technique, but if you don't have discipline, if you don't have aggressiveness, if you don't invest in yourself, even you are a good player, you cannot get success. And Mr. Park brings that. He brings the motivation, and all the match Vietnam play, all the time the player was at the rendezvous. Of course, I have my own character. I am unique. Mr. Park is unique. And I have my own method, my own philosophy, my own management, my own organization. And of course,
it would be sure, it would be different. And but at the end, we will have the same target. It means that in football, you have to play for winning. You have to play for scoring goals. And you have to play to defend your post. This is a universal rules. But I will try to carry my passion, because we talk about emotion and passion, and of course my experience, and also my philosophy, how we defend, how we attack. You will discover step by step my method. Cá nhân tôi đã biết đến ông Park Hang-seo được hơn 20 năm rồi, khi tôi còn đảm nhiệm công việc làm việc tại Nhật Bản. Tôi chắc chắn rằng ông Park Hang-seo đã hỏi rất nhiều điều từ ông Moon Soo-jin trong quá trình làm trợ lý tại tuyển quốc gia Hàn Quốc. Tôi tin rằng yếu tố quan trọng nhất dẫn tới thành công của đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo đến từ khả năng quản lý tốt của ông Park quản lý ở đây về khía cạnh cảm xúc, về các tinh thần của cầu thủ, để từ đó cầu thủ có thể thực hiện tốt công việc của mình ở trên sân. Các cầu thủ có thể chuyền tốt, sút tốt, nhưng nếu họ không có kỷ luật, họ không có sự nỗ lực thì đội tuyển không thể thành công được. Và bản thân tôi luôn cảm nhận được các cầu thủ dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, khi họ vào sân thì họ luôn luôn có sự khát khao và tinh thần nỗ lực ở cấp độ cao nhất. Dĩ nhiên huấn luyện viên Park Hang-seo khác và tôi cũng khác. Chúng tôi có cách làm việc có thể có những điểm có những sự khác biệt. Tuy nhiên, chúng tôi đều có một mục tiêu chung, đó là hướng đến việc tìm kiếm và giành chiến thắng. Ghi bàn thật nhiều của đối phương và ngăn chủ đối phương không ghi bàn và lớn cho chúng ta. Và bản thân tôi sẽ tiếp tục làm thế nào để duy trì được các phương pháp, các cách chuyển động lực một cách tốt nhất để cầu thủ có được sự thể hiện tốt nhất trên sân. Tôi tin là trong thời gian tới đây, khi mọi người dần làm quen với làm việc của tôi, thì mọi người sẽ hiểu được công việc này của tôi. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã giành những thành tích tuyệt vời trong suốt 5 năm vừa qua, đặc biệt là tại cấp độ khu vực Đông Nam Á cũng như là châu lục và châu Á. Và nhiệm vụ của tôi khi tôi tới đây, khi tôi chấp nhận nhiệm vụ này, đó là làm thế nào để vượt qua những giới hạn mà người đại diện của tôi đã đạt được. Và chuẩn bị để đối diện với những thử thách ở cấp độ cao hơn. Tuy nhiên, trong số đó thì cũng sẽ phải giữ vững được vị thế của bóng đá Việt Nam mà trước đây chúng ta đã giành được. Tuy nhiên, như tôi cũng đã khẳng định và xin được nhấn mạnh lại, đó là chúng ta cần làm thế nào để chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để đối diện và mong muốn được đối diện với những đội bóng, những thử thách chất lượng hơn nữa.